của quý đồng nghiệp gửi về đó là theo OSC 2018, mục tiêu huyết áp của bệnh nhân, huyết áp bệnh nhân dưới 65 tuổi và không có bệnh thận mạn đó là 120 đến 130. Bệnh nhân trên 65 tuổi thì huyết áp là 130 đến 140, với huyết áp tâm trương là 70 đến 80. Vậy thì tuy nhiên theo trong ADA thì huyết áp mục tiêu vậy là 140 trên 90. Xin bác sĩ cho biết giữa hai cái này nó có phù hợp hay không? Thì tôi xin phép trả lời câu hỏi này. Có gì thì xin bác sĩ Trần Minh Triết có thể bổ sung thêm. Thì câu hỏi của bạn đọc đó là của quý đồng nghiệp, đó là về cái mục tiêu huyết áp giữa OSC và ADA. Thì như chúng ta đã biết đó, thì chúng ta sẽ nhìn lại cái guideline của OSC 2018. Thì ở đây cái thuốc huyết áp được khuyến cáo khi bắt đầu là huyết áp bệnh nhân là trên 140 trên 90. Thì ở trong OSC này như chúng ta thấy ha, ở đây người ta cũng có nói cái mục tiêu huyết áp có thể đưa xuống là 130, đến dưới 130. Tuy nhiên ở đây người ta có nhấn mạnh là đó là nếu như bệnh nhân dung nạp được, có nghĩa là bệnh nhân không có bị các cái tác dụng phụ của thuốc thì chúng ta có thể đưa xuống mức dưới 130 nhưng mà không có dưới 120. Và đối với những cái bệnh nhân mà trên 65 tuổi á, thì cái mức huyết áp tâm thu mà chúng ta có thể đưa là tổng 130 đến 139 mm thủy ngân, và huyết áp tâm trương là dưới 80 hoặc là đến dưới 70. Tuy nhiên thì ở đây ở bên cái diễn giải của guideline thì các anh chị cũng có thể thấy là người ta còn nói là đó là cái việc mà cái kiểm soát huyết áp ở trên những cái bệnh nhân đái tháo đường á, thì nó cũng còn nhiều cái vấn đề mà tranh cãi và bàn luận. Thì ở đây người ta ngay cả OSC người ta cũng nhấn mạnh rằng cái đầu tiên đó, cái huyết áp mà mình đưa xuống cho bệnh nhân đái tháo đường thì vẫn nên là bước đầu tiên là 140 trên 80 mm thủy ngân, và cái mục tiêu đó là mình đưa xuống 130 nếu như bệnh nhân dung nạp được. Thì sau khi mình đã đưa xuống được dưới 140 trên 80, mình có thể đưa xuống tiếp theo mục tiêu huyết áp cho bệnh nhân là dưới 130 trên 80 nếu bệnh nhân dung nạp được với các cái tác dụng phụ và không có các cái tác dụng phụ của thuốc. Thì đây là cái khuyến cáo của ASC. Nhìn lại của cái khuyến cáo của ADA á, thì như các anh chị có thể thấy rằng hầu hết tất cả các cái nghiên cứu và phân tích cột thì đều thấy là đưa cái mục tiêu huyết áp dưới 140 trên 90 mm thủy ngân thì sẽ giúp cải thiện được các cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân đái tháo đường, và cái lợi ích cải thiện các biến cố tim mạch này nó sẽ tương quan thuận với các cái yếu tố nguy cơ tim mạch ban đầu của bệnh nhân. Nghĩa là các cái yếu tố nguy cơ tim mạch càng nhiều thì khi mình cải thiện về cái chỉ số huyết áp thì nó sẽ càng có cái lợi ích nhiều hơn. Và ở đây người ta cũng ghi rõ rằng đối với những cái bệnh nhân mà nguy cơ tim mạch cao, như hồi nãy tiến sĩ Triết cũng đã trình bày trong bài báo cáo, tức là có những cái bệnh tim mạch xơ vữa hoặc nguy cơ bệnh tim mạch 10 năm hơn 15%, thì mục tiêu huyết áp đưa xuống là 130 trên 80 mm thủy ngân. Và như ở đây thì rõ ràng người ta cũng chia ra giữa cái khuyến cáo, đó là người ta chia ra của ADA đó là cái huyết áp, cái nguy cơ mà bệnh lý tim mạch cao, đó là như chúng ta thấy là bệnh lý tim mạch xơ vữa trên lâm sàng hoặc là đánh giá nguy cơ bệnh lý tim mạch trong vòng 10 năm lớn hơn 15%, thì cái mức huyết áp mục tiêu mà ADA đưa ra cũng là dưới 130 trên 80 mm thủy ngân. Tuy nhiên đó là nếu như mà bệnh nhân là dung nạp được với cái mục tiêu, với cái huyết áp này và không có các tác dụng phụ của thuốc. Và ở những cái bệnh nhân mà nguy cơ tim mạch thấp hơn, tức là ngược lại với cái nhóm ở trên, thì chúng ta có thể đưa xuống một mục tiêu huyết áp đó là 140 trên 90 mm thủy ngân. Như vậy thì nhìn lại cả hai khuyến cáo vừa rồi thì chúng ta thấy rằng nó cũng không có cái sự khác biệt nhau, mà đó là quan trọng, đó là mục tiêu tụ chung lại thì chúng ta thấy rằng đó là cần phải cá thể hóa. Cá thể hóa này dựa trên những yếu tố nào? Đó là thứ nhất, đó là cái nguy cơ tim mạch của bệnh nhân, và thứ hai điều rất quan trọng đó là cái khả năng dung nạp thuốc và hạn chế tối đa tác dụng phụ. Thì chúng ta thấy thì dựa theo mục tiêu cá thể hóa thì giữa các cái guideline thì hầu như cũng sẽ không có khác nhau giữa cái mục tiêu huyết áp của các cái đối tượng bệnh nhân. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Chi đã có cái câu trả lời rất là đầy đủ về cái mục tiêu huyết áp khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân của mình. Thì nhắc lại cái mục tiêu nó vẫn là cá thể hóa dựa trên bệnh nhân của mình. Khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân, cho dù là nguy cơ tim mạch thấp, thì đầu tiên cái bước một chúng ta cũng đưa cái mục tiêu huyết áp về dưới 140 trên 90 trước. Và chúng ta thấy là cái điều này nó thuận lợi, bệnh nhân có thể đáp ứng tốt với điều trị của thuốc, thì chúng ta có thể đưa về dưới 130 trên 80 theo cái khuyến cáo của ESC. Như vậy là tùy thuộc vào cái thực hành lâm sàng của mình mà chúng ta quyết định điều trị như thế nào. Các anh chị có một cái câu hỏi thứ hai, cũng trong cái sau cái bài trình bày của tôi, các anh chị hỏi về cái phối hợp thuốc huyết áp để điều trị làm sao mà giảm được cái mức trũng huyết áp về đêm và giảm albumin niệu trên bệnh nhân đái tháo đường.
Thì đây là một cái câu hỏi rất là hay, và tuy nhiên nó sẽ khó trong cái ứng dụng thực hành lâm sàng, bởi vì chúng ta nói về cái khái niệm mất chủng huyết áp, và làm sao biết được bệnh nhân có chủng huyết áp hay là mất chủng huyết áp. Thì cái điều đó chỉ thấy được khi mà chúng ta đo được huyết liên tục, đo huyết áp liên tục. Thì cái khái niệm chủng huyết áp người ta đưa ra, chúng ta thấy đây là huyết áp ban ngày, nó sẽ có khuynh hướng cao hơn cái huyết áp về đêm. Và khi chúng ta ngủ thì cái mức huyết áp trung bình ban đêm nó sẽ thấp hơn so với lại huyết áp trung bình ban ngày, nó khoảng hơn 10%. Tức là nếu mà huyết áp trung bình ban đêm này nó giảm xuống hơn 10% thì người ta xem cái người đó là có chủng huyết áp. Và có chủng huyết áp này đó là cái sinh lý bình thường. Và trong trường hợp mà người bệnh nó không có chủng huyết áp, tức là có giảm nhưng mà không có, chỉ có giảm 5 hoặc là 6% thôi, thì như vậy cái người đó người ta gọi là mất chủng về đêm hoặc là không có chủng huyết áp. Và những cái nghiên cứu người ta cho thấy là những cái đối tượng mà không có chủng huyết áp đó thì nó sẽ làm gia tăng cái biến cố tim mạch rất là nhiều, nói chung luôn, không chỉ riêng cho bệnh nhân đái tháo đường, nó có thể tăng cái nguy cơ những cái tác động, những cái ảnh hưởng xấu của tăng huyết áp trên cơ quan đít. Và đôi khi người ta dùng cái chữ mất chủng huyết áp, hay đôi khi người ta nói là tăng huyết áp về đêm, tại vì nó không có hạ xuống được thì nó là giống như tăng huyết áp về đêm. Thì chúng ta nhìn cái đường bên đây người ta minh họa rất rõ, ở cái người bình thường thì nó sẽ có cái chủng huyết áp, có cái dipper này, và cái này nó phải thấp hơn 10% so với lại huyết áp ban ngày, thì đó là cái sinh lý bình thường. Và đối với cái người mà mất chủng huyết áp, tức là gần như huyết áp vẫn tăng về đêm, thì người ta gọi là non dipper. Và cái người nặng hơn nữa là thậm chí là tăng huyết áp ngược luôn về ban đêm, nó còn cao hơn ban ngày, thì đây là những cái đối tượng sẽ có cái nguy cơ tim mạch rất là cao. Do đó trong cái điều trị, nếu mà chúng ta có điều kiện theo dõi thì chúng ta cũng nên quan tâm đến cái vấn đề mất chủng huyết áp về đêm, để chúng ta tối ưu hóa và cải thiện những cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Thì nhắc lại cái hiện tượng mất chủng huyết áp này, người ta chỉ ghi nhận được khi mà theo dõi huyết áp liên tục. Như vậy trong thực hành lâm sàng các anh chị sẽ rất khó để mà đánh giá được cái yếu tố này. Thì cái mất chủng huyết áp thì như đã trình bày, nó sẽ tăng thêm, làm gia tăng cái biến chứng tim mạch. Và các yếu tố nào nó có thể làm đến cái hiện tượng là mất chủng huyết áp hay là tăng huyết áp về đêm, thì đây là những cái yếu tố, những cái nguyên nhân có thể gây nên cái hiện tượng mất chủng huyết áp. Anh chị thấy những bệnh nhân có quá tải tuần hoàn, những bệnh nhân có rối loạn thần kinh tự chủ như đái tháo đường có thể gặp cái tình huống này. Và nhiều cái nghiên cứu người ta ghi nhận ở bệnh nhân đái tháo đường có hơn 50% bệnh nhân là có hiện tượng mất chủng huyết áp về đêm. Nếu mà chúng ta theo dõi cái huyết áp liên tục, hoặc là những đối tượng khác có hội chứng chuyển hóa như béo phì vân vân, hoặc là dân số châu Á cũng là một trong những nhân số nguy cơ có thể có cái hiện tượng mất chủng huyết áp về đêm và làm gia tăng cái biến cố tim mạch trên bệnh nhân của mình. Như vậy người ta can thiệp thì như thế nào? Cái chuyện đầu tiên là sẽ can thiệp cái yếu tố thúc đẩy, cái yếu tố nguy cơ. Như vậy nếu bệnh nhân có béo phì, có hội chứng chuyển hóa thì chúng ta phải can thiệp trên yếu tố đó. Bệnh nhân có đái tháo đường, có biến chứng thần kinh tự chủ thì chúng ta phải làm sao chúng ta kiểm soát đường huyết tốt, làm sao cho bệnh nhân không có những cái biến chứng trên kinh tự chủ, để mà chúng ta làm giảm cái hiện tượng mất chủng huyết áp về đêm. Và cuối cùng cái bước thứ hai nữa là người ta sẽ sử dụng cái loại thuốc có tác dụng kéo dài. Chúng ta biết mất chủng huyết áp có nghĩa là huyết áp tăng hoặc là không giảm ở cái mức khi mà bệnh nhân ngủ về đêm. Do đó nếu chúng ta sử dụng những cái loại thuốc hạ áp mà có tác dụng ngắn, chúng ta uống buổi sáng thôi thì gần như tới buổi chiều là hết tác dụng của thuốc thì huyết áp nó sẽ tăng trở lại. Do đó người ta khuyến cáo chúng ta sử dụng các loại thuốc hạ áp có tác dụng kéo dài. Và cuối cùng nó có một cái điều rất là quan trọng là thay đổi thời gian sử dụng thuốc huyết áp. Thì chúng ta nhìn ở cái bảng dưới đây, trong một cái nghiên cứu người ta thấy là nếu valsartan mà người ta uống buổi chiều thì theo dõi trong vòng 3 tháng thì có thể giảm được 41% cái biến chứng liên quan đến tiểu đạo. Nếu mà bệnh nhân uống về đêm thì có thể giảm được nhiều hơn. Như vậy chúng ta thấy là thay đổi thời gian sử dụng thuốc huyết áp từ sáng mà sang tối có thể giúp kiểm soát huyết áp về đêm tốt hơn, giảm cái hiện tượng mất chủng huyết áp và cải thiện tiểu đạo cho bệnh nhân. Tương tự những cái nghiên cứu thứ hai cũng vậy, ở những cái người mà non dipper đi, các anh chị thấy là nếu mà người ta xài valsartan 160 mg một ngày buổi sáng so với buổi tối thì người ta thấy buổi tối cũng tốt hơn, giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn và cải thiện cái đạm niệu. Hoặc là những cái viên phối hợp như amlodipine hoặc là olmesartan nếu mà chuyển sang sử dụng buổi tối cũng cho thấy cái hiệu quả tốt hơn. Như vậy đó là những cái cách để mà chúng ta tiếp cận làm sao chúng ta cải thiện được cái hiện tượng mất chủng huyết áp cho bệnh nhân. Nhưng tôi xin nhắc lại là cái điều này không đơn giản chút nào. Các anh chị muốn chứng minh được điều này thì các anh chị phải cho bệnh nhân đo huyết áp liên tục để chúng ta thấy được, để mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Để mà ứng dụng trong thực hành lâm sàng thì nó cũng khó. Cái thứ hai nữa là về phối hợp thuốc, các anh chị hỏi thì bây giờ phối hợp thuốc chúng ta vẫn tuân thủ theo khuyến cáo của ADA,
Nếu mà bệnh nhân huyết áp trên 160 trên 100 thì chúng ta sẽ phối hợp hai thuốc ngay từ đầu. Thì về cái mặt mà khuyến cáo liên quan phối hợp thuốc thì chúng ta cứ tuân thủ đúng theo cái hướng dẫn của ADA để mà chúng ta quyết định huyết áp trên 160 trên 100 mình sẽ sử dụng hai thuốc, trong đó có chế miễn chuyển, chế thụ thể phối hợp với chế canxi hoặc là lợi tiểu. Đó là cái hướng dẫn điều trị, cái cách mà các anh chị tiếp cận, và các anh chị nào có quan tâm những hiện tượng mất trũng huyết áp thì xin phép trả lời cái câu hỏi thứ hai như thế. Xin cảm ơn bác sĩ Chiết với câu trả lời rất là đầy đủ, là giúp chúng ta nhìn lại với vấn đề rất là khó về cái vấn đề mà mất trũng huyết áp. Đây là cái câu hỏi thứ ba mà chúng tôi nhận được ha, trên WT. Thì đây là một bệnh nhân nữ 55 tuổi có đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu, đang điều trị, không có những cái bệnh tim thiếu máu cục bộ hay là tiền sử nhồi máu não trước đó. Thì xin cho bác sĩ cho biết có nên cái sử dụng aspirin trên bệnh nhân này hay không? Thì tôi xin phép được trả lời câu hỏi này. Thì đây là cái câu hỏi mà cũng rất là thông thường hay gặp trên lâm sàng. Như chúng ta biết, aspirin mà dùng trên những cái bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà đã có những cái bệnh tim thiếu máu cục bộ hay là những tiền sử nhồi máu não, thì nó đã gọi là dự phòng thứ phát trên bệnh nhân đái tháo đường, là đã được khuyến cáo trong các guideline, mình không có còn tranh cãi về vấn đề này. Tuy nhiên, cái vấn đề mà gọi là phòng ngừa tim phát, tức là những bệnh nhân này họ chưa có những cái bệnh tim thiếu máu cục bộ thì như thế nào, thì chúng ta sẽ nhìn lại những cái nghiên cứu ở như thế nào. Đầu tiên thì đây là một cái phân tích gộp đăng trên Lancet vào năm 2008, phân tích gộp trên 95.000 bệnh nhân. Trong những cái bệnh nhân này thì có nguy cơ tim mạch thấp thôi. Và trong đó thì họ làm nghiên cứu thì họ đánh giá về những cái biến cố. Thì ở đây như chúng ta thấy rằng aspirin nó thì sẽ giúp giảm được 12% biến cố tim mạch, mà trong đó chủ yếu là họ giảm nhiều nhất, đó là chúng ta thấy đó là nhồi máu cơ tim không tử vong. Và nó tuy nhiên nó thì ngược lại, nó cũng làm qua các cái phân tích gộp này thì người ta thấy rằng aspirin là cũng tầm tăng cái nguy cơ xuất huyết lên so với cái nhóm mà không dùng aspirin là 0,1% so với 0,07%, và điều này có ý nghĩa thống kê. Như tuy nhiên là trong cái nghiên cứu này á, thì chỉ có 4.000 bệnh nhân đái tháo đường thôi, thành ra là người ta cũng chưa có nhiều cái thay đổi về trong các cái khuyến cáo. Sau đó thì đến gần đây nhất, đó là chúng ta thấy đó là cái nghiên cứu ASCEND. Đây là cái nghiên cứu mà giúp thay đổi về trong các cái khuyến cáo hiện hành. Thì đây là một cái nghiên cứu mà thực hiện trên hơn 15.000 bệnh nhân đái tháo đường, tức là đây con số bệnh nhân đái tháo đường rất là lớn, và những cái bệnh nhân này là chưa có biến cố tim mạch. Thì kết quả của nghiên cứu này chúng ta thấy rằng điều trị aspirin với liều 100 mg một ngày so với nhóm giả dược thì thời gian theo dõi trung bình là trong vòng khoảng là 7,4 năm, thì aspirin ghi nhận là giúp giảm được 12% biến cố tim mạch khi mà dùng phòng ngừa tim phát ở những cái bệnh nhân mà đái tháo đường. Tuy nhiên thì đổi ngược lại thì chúng ta thấy cũng phải chịu một cái tác dụng phụ, đó là tăng 29% nguy cơ xuất huyết, mà trong đó chủ yếu là xuất huyết tiêu hóa so với cái nhóm giả dược. Vậy thì chúng ta trở lại với cái trường hợp cái ca lâm sàng này, thì rõ ràng theo như chúng ta nhìn thì thấy rằng bệnh nhân này có cái khuyến cáo, đã có cái khuyến cáo là được dùng tiểu cầu, trong cái dùng kháng huyết tập tiểu cầu trong cái phòng ngừa tim phát, bởi vì đây là một cái bệnh nhân mà đái tháo đường type 2, đã trên 50 tuổi rồi và đã kèm một trong những cái yếu tố nguy cơ như sau, như là tiền sử gia đình, có bệnh tim thiếu máu cục bộ sơ vữa sớm, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, bệnh thận mạn, tiểu đạm. Và tuy nhiên bên đó cạnh đó thì người ta cũng nhấn mạnh rằng là và không có nguy cơ chảy máu cao như là bệnh nhân là lớn tuổi, bệnh nhân có những cái bệnh lý như là về xuất huyết tiêu hóa hay thiếu máu hay là những cái bệnh thận mạn. Thì đây là cái khuyến cáo của dùng kháng huyết tập tiểu cầu trong phòng ngừa tim phát. Thì trở lại cái ca lâm sàng của quý đồng nghiệp mà đưa ra, thì rõ ràng như bệnh nhân trong ca lâm sàng chúng ta thấy rằng đã có chỉ định là phòng dùng kháng huyết tập tiểu cầu trong phòng ngừa tim phát. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì chúng ta vì cái nguy cơ xuất huyết nó rất là như vậy là cao, cho nên là chúng ta phải đánh giá thêm trên bệnh nhân là bệnh nhân có những cái yếu tố mà có nguy cơ chảy máu cao hay không, bệnh nhân này đã lớn tuổi chưa, bệnh nhân có những cái bệnh lý về xuất huyết tiêu hóa hay những cái bệnh lý về thiếu máu hay là bệnh thận mạn, thì rõ ràng là chúng ta phải cân nhắc giữa cái lợi ích và nguy cơ đạt được khi mà chúng ta sử dụng kháng huyết tập tiểu cầu trong phòng ngừa tim phát cho bệnh nhân. Thì bác sĩ Chiết có bổ sung gì thêm không ạ? Không có bổ sung, Gigi đã trả lời rất là đầy đủ về cái vấn đề mà sử dụng kháng tiểu cầu, và đó là cái vấn đề mà trong thực hành lâm sàng các anh chị hỏi cũng khá nhiều. Và ADA cuối cùng người ta cũng đưa ra khuyến cáo, nhưng mà cái khuyến cáo chung quy vẫn quay trở lại là cần phải cá thể hóa, và chúng ta phải đánh giá bệnh nhân một cách toàn diện, cân cân bằng giữa cái lợi ích là cải thiện cái biến cố tim mạch và cái nguy cơ xuất huyết để mà chúng ta lựa chọn cho bệnh nhân của mình.
Dạ thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận các cái câu hỏi ở trên WT và trên các cái chatbot. Quý anh chị đồng nghiệp cứ xin cứ tiếp tục gửi về và chúng tôi sẽ trả lời. Thì cái câu hỏi tiếp theo các anh chị đặt ra cho bác sĩ Triết đó là em muốn thảo luận thêm về ca lâm sàng của bác sĩ Triết với mức HB1C 8,2% hiện tại, nếu đặt mục tiêu là 7% thì việc dùng SGLT2 theo em sẽ không đạt được mục tiêu HB1C bởi vì SGLT2 chỉ giảm tối đa là 0,7%. Bác sĩ có nhận xét gì về ý kiến này của em ạ? Xin mời bác sĩ Triết cho tôi ạ. Thì cái câu hỏi của bạn cũng rất là hay. Thì một số cái lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn thuốc cho bệnh nhân như thế này, cái mức mà giảm A1C của một cái nhóm thuốc thì người ta tính đó là cái mức giảm A1C trung bình. Nếu mà chúng ta đọc kỹ về những cái nghiên cứu pha 3 của tất cả những cái nhóm thuốc khi mà ứng dụng vào trong điều trị đái tháo đường, thì cái hiệu quả của nhóm thuốc nó sẽ tăng lên khi cái mức A1C ban đầu nó sẽ cao, và hiệu quả nó sẽ giảm A1C giảm dần nếu mà cái mức A1C ở cái mức thấp. Đó là cái điều đầu tiên khi mà chúng ta lý giải những con số là mức giảm HbA1c trung bình để mà chúng ta lựa chọn điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên trong cái vấn đề điều trị nó không chỉ đơn thuần nó là những con số. Nhắc lại điều trị đái tháo đường, cái chuyện đầu tiên quan trọng nhất đó là can thiệp lối sống. Đối với bệnh nhân của mình, nếu mà chúng ta tư vấn tốt, bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt, bệnh nhân giảm cân, tập luyện thể lực tốt, bệnh nhân có cái chế độ dinh dưỡng phù hợp, thì đôi khi là HbA1c bệnh nhân đã giảm đi một phần rồi. Cái thứ hai nữa là sau đó chúng ta mới lựa chọn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Và như tôi cũng nhắc với các anh chị, trong cái điều trị huyết áp cũng như điều trị đái tháo đường, thì chúng ta điều trị, chúng ta cũng điều trị từng bước. Giống như là huyết áp, người ta nói bước 1 chúng ta nâng cái huyết áp dưới 140 trước. Trong trường hợp đạt rồi, chúng ta đưa xuống dưới 130 trên 80. Thì trong cái điều trị đái tháo đường cũng vậy, trong cái đối tượng bệnh nhân của mình, nếu mình đặt cái mục tiêu là 7% trước, rồi sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta đưa xuống dưới 6,5%. Như vậy thì trong cái lưu đồ mà người ta hướng dẫn chúng ta 7 bước, nó có một cái bước gọi là đánh giá hiệu quả điều trị để xem là chúng ta có tiếp tục phác đồ đó hay không, hay là thêm bổ sung như thế nào, hay là thay đổi hoàn toàn cái phác đồ điều trị. Như vậy cái suy nghĩ của bạn là hoàn toàn đúng thôi. Nhưng mà chúng ta có thể chúng ta từ từ chúng ta tiếp cận theo những cái hướng như mà tôi đã trình bày, mình tư vấn về dinh dưỡng, mình sử dụng thuốc, trong trường hợp vẫn không đạt mục tiêu thì các anh chị hoàn toàn có thể thêm cái nhóm thuốc thứ ba, hoặc là có thể thêm insulin theo khuyến cáo vân vân. Thì điều đó là đúng, tức là trong cái suy nghĩ chúng ta là đúng, nhưng mà trong cái tiếp cận đó chúng ta cứ từng bước chúng ta theo dõi. Và nhắc lại, không có một cái liệu pháp nào khi mà đặt cái bút xuống kê là nó đúng, mà nó chỉ là phù hợp với lại cái đối tượng bệnh nhân của mình. Không có cái khái niệm là đúng tuyệt đối. Ví dụ như một số các anh chị cũng có thể hỏi bây giờ là ở địa phương em không có cái thuốc ức chế SGLT2, chỉ có thuốc ức chế DPP4, thì mình có sử dụng được không? Thì câu trả lời vẫn là được. Như vậy thì lựa chọn cho bệnh nhân là phụ thuộc hết tất cả những cái yếu tố mà chúng ta đã đánh giá và chúng ta tiên lượng cho bệnh nhân. Thì bạn có cái tiên lượng cũng khá là tốt đó. Nhưng mà chúng ta cứ tiếp cận từ từ theo cái hướng đó, và chúng ta trong cái quá trình mình theo dõi, mình sẽ thay đổi phác đồ nếu cần thiết. Nhưng mà nhắc lại là không được quên cái nền tảng của điều trị đái tháo đường đó là tư vấn và thay đổi lối sống. Xin cảm ơn bác sĩ Chiết một câu trả lời rất là đầy đủ. Tiếp theo câu hỏi mà tôi nhận được ở trên WT của các anh chị đó là bác sĩ cho em hỏi nếu bệnh nhân đái tháo đường mới phát hiện đang dùng đơn trị liệu metformin với HB1C 7,2% mà không dung nạp được tác dụng phụ của metformin thì có nên dùng thuốc gì thay thế ạ? Thì câu này tôi xin phép được trả lời. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng thường rất là thường gặp trên lâm sàng. Thì như các anh chị cũng thấy, một bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mới phát hiện đang sử dụng đơn trị liệu metformin, thì metformin đó là chỉ định đầu tay trong các cái khuyến cáo, bên cạnh với cái việc đầu tiên là chúng ta thay đổi lối sống, tư vấn lại chế độ ăn trên những cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta sẽ khởi trị với metformin. Thì tuy nhiên là bệnh nhân này không dung nạp được với tác dụng phụ của thuốc thì chúng ta đầu tiên phải nhìn xem, chúng ta sẽ phải coi lại coi cho là cái vấn đề là chúng ta sẽ cố gắng giải quyết và
có phải là coi lại cái liều thuốc mà chúng ta đang dùng cho bệnh nhân là có bị là quá cao hay không. Như các anh chị biết thì nếu như ở liều metformin mà chúng ta vừa vào mà chúng ta đã dùng cho bệnh nhân ở những cái liều mà trung bình đến cao như liều 1.000 mg hay 2.000 mg thì có thể là bệnh nhân sẽ chưa có dung nạp được và có những cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa như là nôn ói, tiêu chảy, và sau đó thì bệnh nhân sẽ rất là sợ dùng thuốc. Chính vì vậy nếu như chúng ta xem lại là nếu như mà mới khởi đầu mà chúng ta đang xài cái liều cao thì chúng ta có thể giảm liều lại cho bệnh nhân, có nghĩa là chúng ta sẽ tư vấn lại cho bệnh nhân về những cái tác dụng như vậy và chúng ta sẽ giảm cái liều lại. Nếu như bệnh nhân vẫn đồng ý tiếp tục dùng metformin thì chúng ta có thể khởi đầu lại cái liều thấp thôi và tăng dần liều từ 500 mg, và chúng ta sẽ dặn bệnh nhân theo dõi những cái triệu chứng tiêu hóa đó, nếu vẫn có thì quay lại sớm với chúng ta. Tuy nhiên thì sẽ có một số bệnh nhân là sau khi chúng ta đã tư vấn về những cái lợi ích và chỉ định với lại những cái chi phí của thuốc metformin là điều trị nó rất là tốt cho bệnh nhân, nhưng mà bệnh nhân người ta vẫn kiên quyết là người ta không đồng ý dùng, thì lúc này thì chúng ta sẽ có cái hướng là có thể là bên cạnh cái điều chúng ta xem lại nếu mà mới phát hiện mà nếu mà thay đổi lối sống và tư vấn chế độ ăn sau 3 tháng mà HbA1c có thể giảm tốt thì chúng ta có thể là từ từ hãy dùng thuốc. Còn nếu bên cạnh đó mà với tư vấn lối sống và chế độ ăn vẫn chưa giảm được mà chúng ta cần đưa HbA1c xuống cho bệnh nhân đó, thì chúng ta có thể dùng những cái loại thuốc uống khác mà với cái hiệu quả giảm cũng tương đương, ví dụ như metformin chúng ta thấy là giảm khoảng 1%, thì có một số thuốc như là các cái nhóm thuốc khác như là DB4 hay là các cái nhóm SOE chúng ta xem thì có thể là cũng giảm được với từ 0,5%. Thì những cái bệnh nhân đái tháo đường mới phát hiện đó, thì dùng cái nhóm DB4 thì cũng khá là an toàn và êm cho bệnh nhân, chứ không có cần chúng ta phải là quá là tích cực để đưa một cái mức HbA1c xuống quá thấp. Thì cái câu trả lời của không biết Ở đây các anh chị còn rất nhiều cái câu hỏi gửi đến chương trình, nhưng mà thời gian thì đúng là có hạn, chúng ta chỉ còn có 5 phút thôi. Thì tôi xin trả lời nhanh một câu hỏi liên quan đến aspirin. Các anh chị hỏi khá nhiều liên quan đến aspirin. Đầu tiên là aspirin có sử dụng cho bệnh nhân có bệnh động mạch ngoại biên hay không? Thì các anh chị thấy người ta định nghĩa bệnh tim mạch xơ vữa là gì? Thứ nhất đó là bệnh mạch vành, thứ hai đó là bệnh mạch máu não, và thứ ba đó là bệnh động mạch ngoại biên. Như vậy nếu người đó có bệnh động mạch ngoại biên do xơ vữa động mạch thì gần như đó là một cái chỉ định của aspirin rất là rõ để mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Và gần đây có nhiều cái nghiên cứu người ta thấy là những bệnh nhân mà có bệnh động mạch ngoại biên mà sau khi can thiệp nếu mà phối hợp với aspirin với liều thấp cái Xarelto đó thì với cái liều là 2,5 mg mà 2 lần một ngày thì vẫn cho thấy là hiệu quả cải thiện những cái biến cố tim mạch hay là thiếu máu đe dọa chi vân vân. Và như vậy là cái câu trả lời là chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng aspirin cho những đối tượng đó. Và nếu mà sau can thiệp thì có thể chúng ta phối hợp thêm Xarelto liều thấp cho những cái đối tượng đó. Cái câu thứ hai là các anh chị hỏi là tại sao cái yếu tố mà liên quan đến sử dụng aspirin trong đó có bệnh thận mạng mà lại thận trọng là cũng là bệnh thận mạng. Thì chúng ta biết bệnh nhân mà có bệnh thận mạng và có tiểu đạm đó là một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch. Cho nên nếu mà thật sự có những yếu tố đó thì bệnh nhân cũng được xếp vào cái nhóm nguy cơ tim mạch cao. Nhưng mà thật sự nếu cái người mà có bệnh thận mạng mà ở giai đoạn nặng, người ta sẽ kèm thiếu máu và nguy cơ xuất huyết rất là nhiều. Do đó cái bệnh thận mạng, cái chữ bệnh thận mạng nó hiện diện ở cả hai ô luôn. Thì như vậy quan trọng là chúng ta đánh giá giữa lợi ích và nguy cơ khi mà chúng ta điều trị cho những cái đối tượng bệnh nhân đó. Nếu bệnh nhân có bệnh thận mạng nhưng mà nguy cơ xuất huyết không nhiều, bệnh nhân không có phải là thiếu máu nặng vân vân thì gần như là aspirin nó sẽ có lợi rất nhiều cho cái đối tượng bệnh nhân có bệnh thận mạng, có tiểu đạm, có tăng huyết áp vân vân thì thường là gần như chúng ta sẽ phải sử dụng, trừ khi là cái nguy cơ xuất huyết quá cao. Cái câu hỏi thì gửi về rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái thời lượng của chương trình đó thì cũng có giới hạn, và có một số câu hỏi nó sẽ liên quan đến các cái chủ đề của các cái kỳ trước hoặc là các cái kỳ tiếp theo, thì có thể là chúng ta sẽ giải đáp ở trong những cái chuyên đề tiếp theo. Và xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã tham gia chương trình rất là nhiệt tình, và chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục nhận các cái câu hỏi và có thể trả lời trên phần bình luận trong cái ứng dụng DocuTi cho quý đồng nghiệp để tiện theo dõi ạ. Thì sau đây xin mời quý đồng nghiệp đến với phần tổng kết chương trình, thì xin mời tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Triết ạ. Thì chúng ta biết là qua 2 cái buổi, buổi đầu tiên là cái bài trình bày của tôi trong cái video clip mà các anh chị đã xem, và cái buổi ngày hôm nay chúng ta thảo luận những cái tình huống lâm sàng cũng như là xử trí những cái tình huống lâm sàng thực tế. Thì như bác sĩ Chi đã trình bày là rõ ràng các anh chị có rất nhiều cái câu hỏi ở đây,
Nhưng mà chúng tôi trong cái khoảng thời gian 60 phút chúng tôi cũng không thể giải đáp hết. Thì chắc chắn trong cái thời gian sau đó chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để mà giải đáp những thắc mắc cho các anh chị. Thì nội dung cái bài trình bày về cái vấn đề mà tiếp cận toàn diện và cá thể hóa trong đái tháo đường tiếp 2 thì các anh chị cũng thấy đó, từ lý thuyết cho tới thực hành lâm sàng, người ta yêu cầu chúng ta phải đánh giá bệnh nhân một cách toàn diện tất cả các yếu tố, không chỉ là đường huyết, không chỉ A1C mà là những cái biến chứng kèm theo, những cái bệnh lý kèm theo, những cái điều kiện về kinh tế, tâm lý, văn hóa, xã hội, gần như tất cả những yếu tố đó, để mà chúng ta đưa ra cái lựa chọn điều trị cho bệnh nhân. Có những cái tình huống là gần như theo guideline là chúng ta phải sử dụng những nhóm thuốc đó, nhưng khi mà ứng dụng vào thực tế thì chúng ta sẽ vướng những cái thận trọng, những cái chống chỉ định, cái mục tiêu A1C vân vân, để mà chúng ta lựa chọn cho bệnh nhân của mình. Như vậy, để thực hành lâm sàng kiểm soát toàn diện bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, như các anh chị đã thấy là không có đơn giản chút nào, cái cần phải đòi hỏi chúng ta phải đánh giá rất là toàn diện, và khi mà chúng ta tiếp cận đó là cái khía cạnh cá thể hóa nó là cực kỳ quan trọng. Bởi vì như các anh chị thấy, cái mục tiêu người ta đưa ra, kể cả mục tiêu đường huyết, kể cả mục tiêu huyết áp, cũng đều dựa trên cá thể hóa, dựa trên đánh giá các bệnh nhân một cách toàn diện. Về việc sử dụng aspirin cũng vậy, cũng phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Về việc điều trị statin cũng vậy, cũng dựa trên các yếu tố tim mạch của bệnh nhân, cũng như là tất cả những cái nhóm thuốc khác. Và đó là hai cái thông điệp chính để kết thúc cho cái buổi trình bày, hai cái buổi trình bày, một buổi livestream ngày hôm nay và một cái buổi quay video đợt trước. Chỉ muốn hai cái thông điệp chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất đó là mục tiêu điều trị là cá thể hóa dựa trên đánh giá bệnh nhân một cách toàn diện, và cái thứ hai là khi điều trị cũng điều trị toàn diện và can thiệp đa yếu tố, trong đó có những yếu tố về giáo dục, về tư vấn tâm lý, về cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân là chúng ta không được quên. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia cái chương trình và lắng nghe cái buổi trình bày ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại các anh chị trong cái buổi tiếp theo trong cái loạt chương trình của mình.